vị thuốc tang ký sinh. Thầm người cây dâu đã được các danh y Trung Quốc từ vài nghìn năm trước ghi nhận là vị thuốc rất quý. Hai bậc y tổ Việt Nam là Tuệ Tĩnh Thiền Sư và Hải Thượng Lá Đông cũng rất trọng dụng vị thuốc này. Danh y Cung Đình Hiền thời nhà Minh Trung Quốc tóm tắt dược tính là tang thượng ký sinh, phong thấp yêu thông, an thai chỉ băng, sang dương diệt dụng, tạm dịch là tầm người mọc trên cây dâu, phong thấp cùng với lưng đau kéo dài, rất hay cầm máu an thai, lại còn sang nhọt bên ngoài cũng tiêu.